đại bồ tát ấy vượt các tướng sắc diệt tưởng hữu đối chẳng tư duy các thứ tưởng nhập vô biên không, không vô biên xứ an trụ trọn vẹn, vượt tất cả thứ không vô biên xứ nhập vô biên thức, thức vô biên xứ an trụ trọn vẹn, vượt tất cả các thứ thức vô biên xứ nhập vô sở hữu, vô sở hữu xứ an trụ trọn vẹn, vượt tất cả các thứ vô sở hữu xứ, nhập phi tưởng, phi phi tưởng xứ an trụ trọn vẹn. Đại Bồ Tát ấy, an chủ tịnh lự Ba La Mật Đa đối với tám giải thoát, có thể nhập theo chiều thuận nghịch an trụ trọn vẹn, đối với tám thắng xứ, có thể nhập theo chiều thuận nghịch an trụ trọn vẹn đối với chín định thứ đệ có thể nhập theo chiều thuận nghịch an trụ trọn vẹn, đối với 10 biến xứ có thể nhập theo chiều thuận nghịch an trụ trọn vẹn, đại Bồ Tát ấy có thể nhập tam ma địa không an trụ trọn vẹn, nhập tam ma địa vô tướng an trụ trọn vẹn, nhập tam ma địa vô nguyện an trụ trọn vẹn, có thể nhập tam ma địa vô gián an trụ trọn vẹn có thể nhập tam ma địa như điển an trụ trọn vẹn có thể nhập tam ma địa thánh chánh an trụ trọn vẹn có thể nhập tam ma địa kim cang dụ an trụ trọn vẹn đại bồ tát ấy an trụ tịnh lự ba la mật đa tu ba mươi bảy pháp phần bồ đề và trí đạo tướng đều khiến viên mãn dùng trí đạo tướng nhiếp thọ tất cả tam ma địa rồi, lần lượt tu vượt qua bậc tịnh quán, bậc chủng tánh, bậc đệ bát, bậc kiến, bậc bạc, bậc ly dục, bậc dĩ biện, bậc độc giác, chứng nhập tránh tánh ly xanh của Bồ Tát, đã nhập bậc tránh tánh ly xanh của Bồ Tát rồi, tu các địa hạnh, viên mãn Phật địa, Đại Bồ Tát ấy tuy đối với các bậc lần lượt tu vượt qua nhưng ở khoảng giữa không thủ trước quả trứng, cho đến khi chưa đắc trí nhất thiết tướng đại bồ tát ấy an trụ tịnh lự ba la mật đa từ cõi phật này đến cõi phật khác cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen chư phật thế tôn ở chỗ chư phật trồng các căn lành thành thục hữu tình nghiêm tịnh cõi phật từ thế giới này đến thế giới khác làm lợi ích cho các hữu tình thân tâm không mệt mỏi hoặc dùng bố thí nhiếp thọ các hữu tình hoặc dùng tịnh giới nhiếp thọ các hữu tình hoặc dùng an nhẫn nhiếp thọ các hữu tình hoặc dùng tinh tấn nhiếp thọ các hữu tình hoặc dùng tịnh lự nhiếp thọ các hữu tình hoặc dùng bát nhã nhiếp thọ các hữu tình hoặc dùng giải thoát nhiếp thọ các hữu tình hoặc dùng giải thoát tri kiến nhiếp thọ các hữu tình hoặc giáo hóa hữu tình an trụ quả dự lưu hoặc giáo hóa hữu tình an trụ quả nhất lai hoặc giáo hóa hữu tình an trụ quả bất hoàn hoặc giáo hóa hữu tình an trụ quả a la hán hoặc giáo hóa hữu tình an trụ quả vị độc giác hoặc giáo hóa hữu tình an trụ bậc đại bồ tát hoặc giáo hóa hữu tình an trụ quả vị giác ngộ cao tột tùy theo thế lực thiện căn và thiện pháp tăng trưởng của các hữu tình mà dùng các thứ phương tiện khiến họ an trụ. Đại Bồ Tát ấy, an trụ tịnh lự Ba La Mật Đa, có thể dẫn phát tất cả pháp môn Tam Ma Địa, có thể dẫn phát tất cả pháp môn Đà La Ni, có thể đắc bốn sự hiểu biết thông suốt thù thắng, có thể đắc thần thông dị thục thù thắng.